Chào mừng anh em đã đến với phiên bản cập nhật 1.12. Đây là một bản vá nhỏ, cho nên mình sẽ bắt đầu tiến vào chủ đề chính luôn nha. Cập nhật hệ thống. Cập nhật lại giao diện hình ảnh của phòng chọn Agent đẹp mắt hơn. Vô hiệu hóa huy hiệu, xếp hạng trong trò chơi, kể cả chế độ danh để kiểm tra hiệu suất hệ thống. Trong chế độ theo dõi của Custom, người theo dõi giờ đây có thể thấy chat on của tất cả người chơi và sẽ hiển thị luôn người xem ở phần tab. Thay đổi giao diện mở, đóng, phòng chơi game và kèm với một số lỗi fix lag khác. Anh em có thể xem thêm tại link mình để ở dưới mô tả nha. Và sắp tới, Valorant chuẩn bị ra mắt thêm bộ skin tiếp theo mang chủ đề Eon. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng qua trước khi kết thúc clip nha. Celestial. Yet every strong light invites shadows that loom larger. So now is the time for humanity, for you, to once again wield power.